Hello, xin chào các anh đã đến với kênh tỷ phú bán giày của em. Hôm nay em tiếp tục lên những mẫu giày cực kỳ đẹp, cực kỳ sang xịn mịn. Và những mẫu giày này được chính tay em lựa chọn từng đôi tuyển ở bên Thái Lan về cho các anh nhé. Các anh cùng theo dõi video với em nhé. Em xin giới thiệu lại một chút, em là tỷ phú bán giày. Nickname này là được một người bạn gợi ý cho em để em thực hiện cái ước mơ trở thành tỷ phú của em. Trên tay em đây là biển hiệu cũng như số điện thoại Zalo của bên shop em. Các anh ưng mẫu nào vui lòng chụp màn hình lại, sau đó nhắn tin vào Zalo cho em để được tư vấn trực tiếp nha. Số trên các anh kết bạn sẽ gặp được tỷ phú bán giày, số dưới là của bé bán giày nha. Các anh nhắn vào số nào cũng sẽ có người nhanh tay trả lời cho các anh. Rồi, không lòng vòng dài dòng nữa, em sẽ đi vào những mẫu đẹp nhất của buổi livestream ngày hôm nay. Đầu tiên là một đôi giày đế bằng bệt rất là đẹp, da hạt đã được khâu viền rất là tinh tế, rất là kỹ xảo, rất là đẹp ạ. Da cực kỳ mềm mại ạ. Đấy, đi rất là êm chân nhé mấy anh. Da rất là mềm ạ. Đây em sẽ tháo form ra cho các anh xem nhá. Đôi này có hiệu là Clip size 40. Da cực kỳ mềm luôn ạ. Đấy, mềm như sợi bún luôn nha mấy anh. Da cực kỳ mềm, mềm như sợi bún luôn. Đấy. Độ mới còn rất cao ạ. Đây, anh có thể xem bộ đế của nó. Bộ đế mới còn rất là cao. Rồi, em sẽ lấy chiếc kia cho mày nha. Da rất là mềm nha mày. Cực kỳ mềm luôn ạ. Đấy. Chân em 39. Nếu em mà vừa là em để đôi này em đi rồi. Nói thật luôn. Rất là mềm, rất là êm ạ. Những mẫu như thế này em bán rất là nhanh nhá. Đấy. Form dáng đi quần jean, quần kaki rất là đẹp ạ. Đế còn rất mới. Đây. Da mềm lắm nha mày, da mềm lót êm. Đó. Hiệu Clip. Rồi, em này có size là size 40. Và đầu video này em để với giá là 450k cho anh nào nhanh tay chốt em nó nha. 450k, anh nào nhanh tay chụp màn hình lại và nhắn vào Zalo cho em để được chốt đơn nha. Rồi em sẽ tắt chế độ bình luận để tránh trường hợp khách comment không được rep sớm, hoặc là có những trường hợp ăn cắp thông tin để ship hàng linh tinh là không hay ho nha. Rồi, size 40, giá 450k ở đầu video, quá là tuyệt vời đúng không anh? Rồi, em sẽ lên đôi tiếp theo. Đôi tiếp theo là một đôi da mài màu xanh rất là đẹp ạ. Đế còn rất là mới nha anh, đế còn rất là mới, hiệu Robot. Đế còn rất là mới, hiệu Robot. Lót cũng còn rất là mới ạ. Đây, phần này người ta khâu để giữ cho cái phần này không bị bung. Đó. Độ mới còn rất là cao, cực kỳ êm ạ. Rồi, đôi này có size là size 40 nha mày. Size 40. Size 40. Phần dây này là dùng cái cột rút. Rất là tiện ạ. Đó. Dùng dây rút rất là tiện ạ. Anh nào không thích có thể nhét em nó xuống dưới, ví dụ vậy. Đó. Ok nha mày. Rất là đẹp ạ. Size 40, hiệu Robot. Sau cho bạn xem. Size 40 hiệu Robot. Độ mới còn rất là cao ạ. Đế mới tinh nha mấy anh. Đế còn mới tinh. Size 40. Rồi, em sau cả cặp cho mấy anh xem nha. Size 40 hiệu Robot. Độ mới cao. Dòng này đi rất là êm chân nha mấy anh. Rất là êm chân. Cực kỳ êm luôn. Dòng này rất là được ưa chuộng. Rồi, size 40 và giá em để là 450k
anh nào thích em nói, chụp màn hình lại, nhắn vào Zalo cho em. Ok ạ. Rồi, em sẽ lên mẫu tiếp theo. Hôm nay bé vẫn dài hơi bận nên em chỉ clip một mình thôi. Đấy. Em sẽ lên mẫu tiếp theo nha. Mẫu tiếp theo tương tự. Mẫu tiếp theo dáng tương tự, nhưng mà em này không có dây. Em này chỉ có dây thun giãn ở hai bên này thôi, không có dây. Đó. Rất là đẹp như mày. Đế còn rất là mới ạ. Đế còn rất là mới. Hiệu Young Ari. Đó. Lòng lót còn rất mới nha mày. Và em này có size là size 40.5. Size 40.5. Đây, em sâu gần cận cảnh cho các anh xem mặt da của em nó rất là đẹp nha. Da cũng giống như đôi đầu, rất là mềm, rất là êm ạ. Cực kỳ mềm. Và đế này thì siêu êm rồi. Này em nắm này. Này. Đó. Rất là mềm, rất là êm nha mày. Đó. Dáng thể thao rất là đẹp. Rất là đẹp ạ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ êm. Đó. Độ mới còn rất là mới ạ. Đó. Đi chơi, đi làm những đôi như thế này quá là tuyệt vời đúng không anh? Đặc điểm em thích giữ những cái đôi như thế này, bán cực kỳ chạy. Vì sao? Đi nó êm lắm anh ạ. Đi nó êm. Đi rất là êm, rất là nhẹ. Đó. Rồi, đôi này có size là size 40.5 và giá shop em để là 450k. 450k nha. Đó, anh nào thích em nó chụp màn hình lại cho em nha. Rồi, em sẽ lên mẫu tiếp theo ạ. Hôm nay em sẽ lên nhanh tại vì em sẽ lên hai video cùng một lúc. Các anh có gì muốn tham khảo thêm thì có thể nhắn tin cho em để em gửi thêm ảnh hoặc là em tư vấn kỹ hơn nha. Rồi. Tiếp theo là một em lười. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp. Đó. Dáng thể thao, kiểu dáng độc lạ. Rất là đẹp, phần thun giãn ở giữa. Đó. Thiết kế này được các bạn trẻ rất là ưa chuộng ạ. Đấy. Các anh có thể tham khảo mẫu các anh tặng cho con trai chẳng hạn, ví dụ vậy. Con trai cháu chất. Những dòng này đi rất là đẹp nha mày. Phần này là da lộn ạ. À, da mài nha mày. Da mài. Da mài. Đó. Kiểu nó kiểu như vậy này. Đó. Là hết. Nha mày. Đó. Rất là đẹp ạ. Đây. Sau phần lót. Lót bằng da luôn đấy nha. Lót da. Lót da rất là uy tín ạ. Phần ánh sáng không có đủ để mang xem á. Thông cảm nha. Đây, lót bằng da. Lót da, hiệu là hiệu Dancer. Dancer. Sáng luôn. Đây. Điều kiện hơi khó khăn một chút. Em cố gắng để lên cho nó đẹp cho mẹ. Nhưng mà có cái góc nào mà nó gọi là chưa được hoàn hảo cho lắm thì mẹ bỏ qua cho em nha. Rất là đẹp ạ. Rồi, em sẽ xong tiếp kia nha. Đó. Mấy anh, mấy chú, mấy bác xem video cho em xin một like, một follow ủng hộ kênh của em nha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, em này là hiệu Dancer. Và size của em nó là size 40 nha mấy. Size 40. Giá em này em bán trên cửa hàng cũng như là kênh Facebook là 500k. Nhưng trên video này em để cho các anh, chú, các bác với giá chỉ là 450k thôi nha. 450k. Anh nào nhanh tay chốt đơn về tặng cho con trai, các cháu của mình cũng được. Rất là đẹp ạ. Đó. Rất là đẹp, rất là xì tin nha. Rồi, em sẽ lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo của em là một đôi dáng tương tự đôi vừa nãy em clip. Rất là đẹp, nhưng mà đôi này màu xanh. Màu xanh. Và em này là size lớn nha. Em này là size 43 nha. Size 43, hiệu L Canto. Size 43, hiệu L Canto.
hình ánh sáng thì nó đầy đủ nhưng mà bị góc chiếu nó nên nó không có lọt vào trong cái lồng dày được. Đó, mấy anh bỏ qua em. Đó. Bot còn rất mới, rất đẹp nha, size 43. Nhẹ, êm. Đó. Đế, gót còn rất là đẹp nha mấy anh. Size 43. Đây là những cái đôi mà chính tay em lọc lựa nha. Đó, nên thì nó rất là mới. Đó, rất là mới, các anh có thể thấy này. Rất là mới. Đó. Rồi, đôi này là size 43 nha mấy. Size 43, hiệu L Canto. Size 43, hiệu L Canto. Màu xanh. Màu xanh. Video sau là màu nó y chang vậy nha mấy. Đó, màu nó y chang vậy nha. Rất là đẹp ạ. Phối zin rất là đẹp. Đó. Rồi, size 43 và em để là 450k nha mấy. 450k. Các anh các chú chụp màn hình lại cho em. Rồi, em lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là một mẫu đặc biệt của hôm nay. Một em giày sneaker đến từ một thương hiệu rất là đắt đỏ. Đó. Kiểu dáng phối da các kiểu. Đó. Đôi này làm rất là kỳ công nha mấy anh. Đó. Anh có thể thấy thiết kế của em nó này. Da cao su xong rồi một lớp gọi là vải simili á em ơi. Vải bọc simili ngoài. Đó, mà làm rất là kỳ công. Đó. Phần này là dù tháng lỗ giống như kiểu của giày thể thao mấy anh. Đó. Da vải nhựa. Đó. Rồi, em này là hiệu Lanvin nha mấy anh. Hiệu Lanvin. Đó. Gót em này cái phần này đi vẹt nên thành ra là nó lòi cái màu nó ra. Đó. Hiệu Lanvin. Sneaker, những em này mua mới rất là đắt đỏ nha mày. Mua mới rất là đắt đỏ. Hiệu này đến từ Portugal của Bồ Đào Nha nha mày. Portugal của Bồ Đào Nha. Em này rất là đắt đỏ. Hiệu Lanvin này. Mua mới, giá rất là chát, trên 10 triệu. Đó. Đây, các anh có thể xem từng góc cạnh của em nó nha. Rất là đẹp ạ. Rất là đẹp. Rồi, em này là size 41 feet 41.5 chân thon nha mày. Size 41 feet 41.5 chân thon. Rồi, em sẽ sâu chiếc kia. Quá là tuyệt vời đúng không anh? Một em giày thiết kế quá là gọi là rất là kỳ công. Hoàn thành những cái đôi giày như thế này qua quá nhiều công đoạn, từ lựa chọn những cái da, những cái dù, những cái vải, rồi những cái phối sao cho nó ra được cái dáng như thế này thì cực kỳ là đẹp. Đó. Đó, cái này là ánh kim lên trông nó nổi lên, nó đi nó sáng láng nhìn rất là đẹp ạ. Đấy, đế còn rất là đẹp nha mấy. Một con giày mua mới trên chục triệu như thế này và em săn được em nó về và để cho các anh với giá không tới 1 triệu, không tới 1 triệu, cụ thể là 850k nha. 850k, quá là đẹp ạ. Một em giày hiệu Lanvin, hiệu Lanvin nha. Đó. Hiệu Lanvin này rất là đẹp nha mày, rất là đẹp, mua mới không dưới chục triệu nhưng shop em săn về và bán cho các anh với giá là 850k. Quá là hời cho một đôi giày hàng hiệu đắt đỏ như thế này. Đó, cho các anh có thể soi chi tiết tỉ mỉ từng góc cạnh.
đang ưng em nó rồi thì nhắn cho em. Ok nha mày. Đôi này em sâu hơi tỉ mỉ một chút vì em nó rất là đẹp, giá rất là cao. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các anh một đôi giày lười. Một đôi giày lười hiệu Rockbot. Màu đen nhám, màu xám nha mày, màu đen xám á, màu xám cho á, đấy, rất là đẹp ạ, kiểu dáng này, đó, đi dòng đế này, siêu êm luôn, đó, em này là form to, form dành cho anh nào chân to, đó, size 41, nhưng mà anh nào chân nhỏ thì 41.5 vẫn đi ok, nha mày. Anh nào chân nhỏ size 41.5 vẫn đi được nha. Đấy, rất là đẹp ạ, màu xám cho đó, độ mới còn rất là cao, các anh có thể nhìn trên cạnh đế cũng như mặt dưới đế đó. Hiệu Rockbot đó, độ mới cao, màu xám cho, size 41, fit 41.5 chân thon nha mấy. Rồi anh nào, ôi em quên, đôi này shop để với giá là 450k, anh nào ứng nói cho màn hình lại cho em nha. Đấy, 450k nha, size 41, fit 41.5 chân thon. Rồi em sẽ lướt mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo chắc đôi này em clip cả cặp quá, tại vì sao, tôi có hai đôi đó, em về được hai đôi nhìn tương tự nhau vậy đó. Đôi này bé hơn một chút. Đợi em một chút nhá, em xỏ cái chân vô thử xem là nó có vừa cái chân em không. Quá là đẹp. Rồi, em xin phép sâu một chút. Đó, rất là đẹp nha mày. Rất là đẹp ạ. Đó, đây em sẽ sâu cận cho mấy anh xem. Đấy, em thấy thiết kế hay không, rất là đẹp ạ. Sport đó, khâu viền nhưng mà khâu kiểu nữa chứ, khâu kiểu để làm nổi bật cái con giày lên đó, rất là đẹp ạ. Độ mới thì rất là cao, độ mới rất là cao, gần như mới luôn đó, kiểu dáng rất là đẹp. Hiệu của em đó là Roberto, mũi, thiết kế mũi này rất là hay ho, rất là đẹp mày. Rồi em này shop em để với giá cực kỳ mềm mại 450k, và em nó có size là size 38 nha mày, size 38, size này rất là nhiều anh đi, rất là nhiều anh kiếm từ giày tây cho tới giày sneaker. Nhưng mà size này cực kỳ ít ạ. Size này cực kỳ ít. Vì giày nước ngoài. Vì sao? Vì giày nước ngoài là toàn người chân to đi thôi. Đó. Size 38, giá sắp để là 450k. Anh nào nhanh tay thì còn nha. Đấy, anh nào đã theo dõi video của em được từ đầu tới cuối này rồi thì đây là một phần thưởng quá xứng đáng cho mấy anh nha. 450k. Size 38. Rồi, em sẽ lên mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo, mẫu này là em chưa kịp đánh xi luôn, với là em nghĩ theo một chiều hướng khác nữa để cái dạng bụi bặm như thế này trông nó đẹp hơn nữa. Đấy, đôi này chưa đánh xi nha mày, chưa đánh xi, màu vàng nhưng mà nó bạc như thế này, và ý tưởng của em là em để như thế này em live stream dành cho anh nào thích style bụi bặm một chút, còn anh nào thích gọi là chín chua một chút thì em sẽ đánh xi và nó vàng hơn như thế này nha. Đó, còn hiện tại là nó đang đây, style nó bạc đó, nhưng mà em thấy style bạc như thế này cũng rất là đẹp đó, dạng như là màu da bò cháy ấy, chỗ đậm chỗ nhạt đó. Còn anh nào thích thì em sẽ
đánh xì cho nó vàng hơn, cho nó đẹp hơn nha mấy. Trong trường hợp là mang thích đánh xì, còn không thì các anh để style này trông cũng rất là đẹp, rất là bụi bặm. Đây phần này dính bẩn một chút nha. Em sẽ chà nhám cho nó ra, các anh yên tâm nha. Rất là đẹp ạ. Ủa, sorry em nhầm. Chứ còn lại là chữ bên này chứ. Đấy. Rất là đẹp, style hơi bụi bặm một chút. Rồi, đôi này thì em chưa kịp test size luôn. Em tranh thủ em lên nhóm anh thôi. Các anh thông cảm chờ em 10 giây. Em xin 10 giây. Rồi, em này có size là size 39 nhóm anh. Size 39. Size 39. Rồi, em để trời sinh một cặp 450k cùng với em kia nha. Anh nào size 39 bạn chân 38 hoặc là đôi này dạng unisex. Dạng unisex. Nam nữ đi đều được nha. Đó. Trời sinh một cặp với đôi này size 39, đôi kia size 38. Anh nào mua sắm luôn một cặp. Đôi nào mua luôn, anh nào mua luôn hai đôi em miễn ship luôn. Ok chưa? Rất là đẹp ạ. Rồi, em xin kết thúc video của mình tại đây. Các anh theo dõi cho em xin một like, một follow nhé, để em có động lực em làm những video tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn các anh nha.